guys, welcome to our lesson today. Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui khi đồng hành với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình. Các em thân mến, ngày hôm nay cô và các em cùng nhau kiểm tra lại kiến thức từ bài số 10 cho tới bài số 13 của chương trình sách giáo khoa tiếng Anh 12 hệ 7 năm nhé. So what we are going to do today is to focus on a practice test from unit 10 to unit 13. Các em thân mến, bài kiểm tra của chúng ta dựa theo cấu trúc của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia về hình thức 100% là trắc nghiệm. Tuy nhiên, về thời lượng của chương trình phát sóng có hạn nên cô thiết kế dạng practice test gồm 32 câu hỏi. Về phần nội dung, vẫn đảm bảo những nội dung như sau. Thứ nhất là pronunciation, phần phát âm sẽ gồm hai phần, đó là phần sounds, phần âm và stress, dấu nhấn. Thứ hai là vocabulary, thứ nhất là word choice. Trong phần này thì các em sẽ xem nghĩa của từ và chọn hình thức đúng để hoàn thành câu. Thứ hai là word form, đó là hình thức từ loại các em sẽ xem. Phần thứ hai là vocabulary, thứ nhất là word choice. Trong này các em sẽ xem nghĩa của từ để chúng ta sẽ chọn từ phù hợp nhất để hoàn thành câu. Thứ hai là phần word form, trong phần này thì các em sẽ xem từ loại đúng để chúng ta chọn từ thích hợp. Thứ ba là collocations là ngữ cố định và prepositions là phần giới từ. Đối với phần này thì bắt buộc các em phải học thuộc lòng nhé. Thứ tư là error identification là các em sẽ tìm lỗi sai ở trong câu. Thứ năm là synonyms là các em tìm từ đồng nghĩa. Và thứ sáu là antonyms là các em tìm từ trái nghĩa. Trong phần pronunciation and vocabulary, trong hai phần này thì bắt buộc các em phải học những từ vựng liên quan tới các chủ đề từ bài số 10 cho tới bài số 13. Các chủ đề đó là endangered species, books, water sports and the 22nd SEA Games. Trong phần ngữ pháp thì gồm những dạng bài tập như sau. Thứ nhất là sentence completion, đó là các em xác định điểm ngữ pháp đúng để hoàn thành câu. Thứ hai là error identification, đó là các em xác định lỗi sai. Thứ ba là sentence combination. Trong phần này thì các em sẽ chọn một câu. Thứ ba là sentence combination, trong này các em sẽ chọn một câu đúng nhất được kết hợp từ hai câu đã cho. Phần thứ tư là sentence transformation là các em sẽ chọn một câu gần nghĩa nhất với câu đã cho. Trong phần ngữ pháp thì các em cần ôn lại cho cô những điểm sau. Thứ nhất là modal verbs, đó là động từ khiếm khuyết. Thứ hai là modal verbs in the passive voice, đó là động từ khiếm khuyết ở thể bị động. Và thứ ba là double comparison, có nghĩa là so sánh kép. Phần tiếp theo là communication, phần giao tiếp thì các em sẽ chọn hình thức giao tiếp đúng với ngữ cảnh. Phần reading chúng ta sẽ gồm hai phần. Thứ nhất là close test là phần điền từ và thứ hai là reading comprehension. Đó là các em sẽ đọc hiểu một bài, sau đó chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. So are you ready to do the test? Các em cùng cô luyện tập phần này nhé. Hai câu đầu tiên liên quan tới pronunciation. To the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlying part differ from the other three in pronunciation in each of the following questions. Trong phần này thì các em sẽ chọn từ có phần gạch chân, phát âm khác với các từ còn lại. Các em quan sát cho cô hai câu đầu tiên. Các em cùng cô làm câu đầu tiên nhé. Number 1, A, wildlife, B, extinct, C, survive, D, digest. Các em quan sát lại cách đọc một lần nữa nhé. Wildlife, extinct, survive, digest. Vậy chúng ta có thể thấy một từ có cách đọc khác với ba từ còn lại. Vậy ở đây chính là extinct. Phương án các em cần chọn chính là phương án B. Câu thứ hai. Number 2. A. Panda. B. Inect. C. Parrot. D. Water. Các em quan sát lại cách đọc nhé. Panda. Inect. Parrot. Water. Vậy chúng ta có thể nhận thấy sự khác nhau ở đây chính là phương án D. Water. Hai câu tiếp theo. To the letter A, B, C or D to indicate the word that differ from the other three and the position of the primary stress in each of the following questions. Trong phần này thì các em chọn từ có dấu nhấn khác với các từ còn lại nhé. Các em hãy cùng cô đi câu thứ ba. A, rival. B, defend. C, eject. D, reserve. Quan sát lại cách đọc các em nhé. Rival. Defend, eject, reserve. Vậy chúng ta có thể thấy được một từ có dấu nhấn khác với ba từ còn lại, chính là rival, phương án A. Các em hãy cùng cô qua câu số 4 nhé. Number 4, A, penalize, B, windsurfing, C, interfere, and D, vertical. Các em quan sát lại một lần nữa nhé. Penalize,
windsurfing, interfere, vertical. Vậy chúng ta có thể thấy là một từ có trọng âm khác với những từ còn lại chính là interfere, nhấn vào âm thứ ba. Các em quan sát cho cô từ câu số 5 cho tới câu số 14. To the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Trong phần này thì các em sẽ lựa chọn phương án đúng để hoàn thành câu. Câu đầu tiên. The larger the city, the crime rate. Với câu như thế này thì các em có thể thấy rằng trong này người ta đang kiểm tra kiến thức về double comparison, chính là hình thức so sánh kép. Đó là the comparity and the comparity. Về cấu trúc của nó như thế nào các em? Quan sát ở câu này các em có thể thấy là tính từ 2 là một tính từ ngắn vần. Nên ở đây chúng ta đang áp dụng cấu trúc đầu tiên. Đó là chúng ta sử dụng với the cộng với tính từ ngắn vần cộng với đuôi a. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra phương án đúng chính là phương án D. Câu thứ 6. Remember to bring your raincoat. It rain. A should, B must, C mustn't and D might. Trong phần này thì các em có thể quan sát là ở đây đang kiểm tra kiến thức về ngữ pháp. Vậy chúng ta hãy xem những modal verb này mang ý nghĩa như thế nào nhé. Đầu tiên về should. Nó đưa ra một lời khuyên. Must đưa ra một obligation, duty or deduction, có nghĩa là đưa ra một sự bắt buộc, trách nhiệm hay là sự suy đoán. Mustn't, prohibition, đó là một sự cấm đoán. Và might đưa ra một possibility, đó là một khả năng. Permission là sự cho phép hoặc xin phép. Offers là một lời ngỏ ý giúp đỡ hay là request là một lời yêu cầu. Vậy các em xem lại câu thứ 6. Remember to bring your raincoat. Hãy nhớ đem theo áo mưa. Trời có thể mưa đúng không? Vậy lúc này chúng ta đang mô tả một cái khả năng có thể xảy ra, đó là trời có thể mưa. Nên ở trong trường hợp này chúng ta sẽ đưa ra một phương án mà possibility. Vậy lúc này chúng ta sẽ chọn phương án là D. Câu số 7. Many people and organizations have been making every possible effort in order to save species. A. Endangered. B. Dangerous. C. Poisonous. And D. Threatening. Với câu như thế này là đang kiểm tra từ vựng. Vậy chúng ta hãy xem nghĩa của các từ trong các phương án ABCD nhé. Endangered. Có nguy cơ bị tuyệt chủng. Dangerous. Nguy hiểm. Poisonous. Độc hay là độc hại. Threatening có nghĩa là đe dọa. Vậy các em xem lại một lần nữa keyword ở trong câu này là gì nhé? Save species. Vậy ở đây chính là cứu những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Vậy là phương án các em cần chọn ở đây chính là phương án A. Câu thứ 8. If you a book, you have a quick look at it without reading or studying it seriously. A. Pick up. B. Dip into. C. Put down. And D. Put away. Là một câu kiểm tra về kiến thức về từ vựng. Vậy bây giờ các em sẽ xem nghĩa của các từ trong các phương án ABCD nhé. A. Pick up có nghĩa là nhặt lên, vớ lên. B. Dip into có nghĩa là nhúng cái gì, hay là chìm xuống, hay là xem lướt qua khi chúng ta nói về xem xét hay là đọc báo. C. Put down có nghĩa là bỏ xuống, đặt xuống. Hay là put away có nghĩa là sắp xếp, để dần, hay là để về chỗ cũ, vân vân. Vậy chúng ta xem xét câu số 8, xem keyword ở trong câu này là cái nào nhé. Chính là have a brief look, có nghĩa là các em xem lo qua. Vậy trong trường hợp này chúng ta có thể nhận thấy một phương án mà nó mang nghĩa là xem lướt qua thì nó sẽ phù hợp ở trong này. Chính là các em chọn phương án là B, dip into. Câu số 9. Are you an official who controls the game in some sports? A. Defender. B. Attacker. C. Goalkeeper. And D. Referee. Cũng là một câu kiểm tra kiến thức về từ vựng. Vậy chúng ta xem nghĩa những từ ở trong các phương án ABCD nhé. Defender, hậu vệ. Attacker, tiền đạo. Goalkeeper, thủ môn. Referee, trọng tài. Cái keyword trong câu này là gì? Chính là an official who controls the game. Chính là người chính thức điều khiển trận đấu. Vậy ai là người điều khiển trận đấu? Vậy chính là trọng tài, referee. Câu số 10. Governments have enacted laws to protect wildlife, commercial trade and overhunting. A from, B for, C what and D in. Với câu như thế này là đang kiểm tra về kiến thức liên quan tới preposition là phần giới từ. Các em quan sát keyword trong câu này. Protect. Các em phải nghĩ tới protect đi về giới từ nào? Chúng ta có protect somebody
or something from hoặc là against. Vậy trong này chúng ta có thể cho ngay phương án đó là phương án A. Câu số 11. The second part of the program in the 22nd SEA Games opening ceremony was named for peace. Với câu như thế này là đang kiểm tra kiến thức về từ loại. Các em quan sát từ chìa khóa ở trong câu này. Chúng ta có động từ name. Động từ này có hai tân ngữ theo sau. Một tân ngữ đã đưa lên trước làm chủ ngữ và về sau cần bổ sung một tân ngữ. Vậy trong tiếng Anh thì chúng ta có danh từ có chức năng như một tân ngữ. Chính vì vậy, phương án các em cần chọn ở đây. Các em chọn một phương án, nó là một danh từ. Vậy phương án các em cần lựa chọn trong này chính là phương án đây. Cooperation. Câu số 12. The situation of the COVID-19 pandemic is becoming in the world. Với câu như thế này thì các em có thể thấy là người ta đang kiểm tra về kiến thức so sánh kép. Chúng ta có comparative and comparative. Trong các phương án ABCD thì các em thấy là complicated and effective là tính từ dài vần. Vậy chúng ta xem một lần nữa là situation là keyword, tình huống là như thế nào? Vậy tình huống là phức tạp hay là nó hiệu quả? Vậy cái từ mà nó đi kèm với situation chỉ là complicated. Thứ hai là chúng ta xem là đây là một tính từ dài vần, chính vì vậy chúng ta áp dụng cấu trúc thứ hai là more and more. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng phương án là C. Câu số 13. What happens to a player who files personal fouls? A. Awards. B. Ejects. C. Commits. And D. Advances. Câu này đang kiểm tra kiến thức về từ vựng. Vậy các em sẽ nghĩ cho cô những phương án A, B, C, D nhé. A. Award. Tặng thưởng. B. Eject. Đuổi ra. C. Commit. Phạm sai lầm. And D. Advances. Đưa về phía trước. Cô keyword ở trong này chính là chữ gì? Fouls. Vậy chúng ta có cái cụm từ ngữ cố định là commit a foul, phạm lỗi. Vậy lúc này phương án các em cần lựa chọn chính là phương án C. Commit five personal fouls. Câu số 14. The delegation to the SEA Games were composed top competitor of the country. A. On. B. Of. C. For. And D. In. Với câu này thì đang kiểm tra kiến thức về giới từ. Vậy chúng ta sẽ xem composed. Nó có cấu trúc là be composed of, có nghĩa là bao gồm. Chính vì vậy chúng ta sẽ chọn được ngay phương án ở đây chính là phương án B. Các em sẽ đi qua tiếp cho cô hai câu tiếp theo. Câu 15, 16. Choose the letter A, B, C or D to indicate the underlying part that needs correction in each of the following questions. Trong phần này thì các em sẽ xem xét những từ gạch chân và tìm lỗi sai cần sửa. Câu số 15. If you take a good book on your hand, you will find it hard to pick it up. Với câu như thế này thì đầu tiên các em quan sát là ngữ pháp có gì sai không? Với câu như thế này thì những từ gạch chân về phần ngữ pháp thì ổn, không có gì sai á. Và các em quan sát tiếp về phần từ vựng. Nếu bạn cầm một quyển sách hay trên tay thì rất khó để đặt nó lên, nghe nó có vẻ không phù hợp cho lắm đúng không? Vì vậy ở đây chúng ta cần sửa đây là gì? Thay vì put it up, các em sẽ sửa lại là put it down, có nghĩa là đặt xuống. Nếu các em cầm một quyển sách hay trong tay thì rất khó để bỏ nó xuống. Câu số 16. You had better to take the keys if possible. I will come home late. Các em quan sát về điểm ngữ pháp xem có gì sai không á? Vậy các em có thể thấy luôn đó là had better. Theo sau nó là hình thức be infinitive, đưa ra một lời khuyên tốt hơn nên làm gì. Vậy ở đây chúng ta cần lựa chọn phương án ở đây là phương án B. Thay vì sử dụng to take thì các em sử dụng là take. Câu 17 và câu 18. Ở câu 17, choose the letter A, B, C or D to indicate the words closest in meaning to the underlying word in the following question. Trong phần này thì các em sẽ chọn một phương án đồng nghĩa với từ gạch chân. Câu số 17. And this writing test, candidates will not be penalized for minor mechanical mistakes. A. Motivated. B. Punished. C. Discouraged. And D. Rewarded. Đây là một câu từ vựng nên các em sẽ xem xét nghĩa của các phương án A, B, C, D nhé. Motivate có nghĩa là làm động lực. Punish có nghĩa là phạt. Discouraged có nghĩa là làm nặng lòng. Reward có nghĩa là thưởng. Vậy, penalize các em đã được học ở trong bài có nghĩa là gì? Có nghĩa là phạt ai đó vì điều gì? Vậy lúc này chúng ta sẽ chọn một từ đồng nghĩa chính là punish, có nghĩa là phạt.
Câu số 18. Do the letter A, B, C or D to indicate the word opposite in meaning to the underlying word in the following question? Ở phần này thì các em sẽ chọn một từ trái nghĩa với từ đã kể trên. An endangered species is a species which has been categorized as very likely to become extinct. A. Reduced. B. Disappeared. C. Threatened. And D. Protected. Vậy chúng ta sẽ xem xét các nghĩa của ABCD nhé. Reduced có nghĩa là giảm. Disappear có nghĩa là biến mất. Threatened có nghĩa là đe dọa. Và protect có nghĩa là bảo vệ. Vậy ở đây chúng ta tìm một từ trái nghĩa trong này. Vậy các em quan sát xem từ nào là từ trái nghĩa trong này. Một động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng có nghĩa là nó sẽ không được bảo vệ, đúng không? Vậy từ trái nghĩa ở đây chính là D, protected. Câu 19 và 20. To the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following questions. Trong phần này thì các em hãy đọc các câu hỏi, sau đó sẽ chọn hình thức giao tiếp đúng với câu hỏi đó nhé. Câu 19. Jack and Mike are talking about what to do at the weekend. Do you feel like going surfing at the weekend? Vậy các em xem nghĩa của những câu này để chúng ta đưa ra phương án lựa chọn đúng. A. Not at all, go ahead. Có nghĩa là không sao đâu, cứ tiến hành đi. Nghe có vẻ không hợp lý cho lắm đúng không? I'm sorry, I don't know about it. Xin lỗi, tôi không biết gì về nó, không biết gì về điều đó. That could be nice, thật tuyệt đấy. Not so bad, do you like surfing? Do you feel like going surfing at the weekend? Với một lời đề nghị như thế này, thì đáp trả cho cái lời này chỉ là gì? That could be nice, tuyệt đấy. Phương án C là phương án lựa chọn. Câu số 20. Peter is asking Mary, his classmate, for her opinion about the book he had lent her. What do you think about the book? Các em hãy quan sát nghĩa của các phương án ABCD nhé. Yes, that read it together. Chúng ta hãy cùng nhau đọc nhé. The best I ever read. Cuốn sách hay nhất mà mình đã từng đọc. I wish I could buy one. Mình ước mình có thể mua một cuốn. I can't agree with you more. Có nghĩa là mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Và what do you think about the book? Và đưa ra quan điểm của người nói. Và lúc này phương án các em cần lựa chọn phù hợp nhất chính là phương án B. The best I ever read. Với phần này thì một bài câu test như thế này thì các em cần phải đọc lướt qua để xem nội dung của bài này là gì. Bài này đang nói về species of animals are threatened, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ bóc tách từng câu một, rồi chúng ta sẽ giải quyết từng câu một các em nhé. Câu đầu tiên, nowadays people are more aware that wildlife all over the world is danger. A. On. B. In. C. At. D. By. Ở câu như thế này thì đang kiểm tra kiến thức về giới từ. Vậy chúng ta xem keyword trong câu này là gì nhé. Đây chính là danger. Vậy chúng ta hãy cho cô biết là giới từ nào đi với danger. Chúng ta có cụm từ là in danger có nghĩa là đang gặp nguy hiểm. Vậy phương án các em cần lựa chọn đây chính là phương án B. Câu tiếp theo. Many species of animals are threatened and could easily become extinct if we do not an effort to protect them. A. Do. B. Get. C. Make. And D. Create. Các em thấy keyword trong này là an effort. Vậy các em sẽ nghĩ tới động từ nào đi kèm với effort để tạo ra một ngữ cố định. Chúng ta có cụm từ là make the effort hay là make an effort to do something. Chính vậy phương án các em cần lựa chọn đây là phương án C. Câu tiếp theo. Farmers use powerful chemicals to help them to grow better crops, but these chemicals pollute the environment and wildlife. A. Spoil. B. Wound. C. Burn and D. Harm. Với câu như thế này thì đang kiểm tra kiến thức về từ vựng. Vậy các em cùng cô xem nghĩa các từ này nhé. Spoil có nghĩa là làm hư, làm đổ nát, ví dụ như là làm hư một buổi tối, làm hư một đứa trẻ, vân vân. Wound có nghĩa là làm thương, làm tổn thương. Burn là làm bỏng, đốt cháy, thường liên quan tới lửa. Và harm là làm hại, gây hại. Về ngữ cảnh như vậy thì các em chọn phương án đó là phương án D, harm wildlife. Câu tiếp theo, the most animals on earth, human beings, will soon be the only ones left unless we can solve this problem. A. Succeed. B. Succeed. C. Successful. And D. Successfully.
Các em quan sát tiếp cho cô. The most animals, đây là một noun phrase. Đây là một cụm danh từ. Vậy cụm danh từ các em đã có animals là một danh từ chính. Vậy chúng ta cần một từ bổ nghĩa phía trước. Trong trường hợp này, các em cần một loại từ là gì? Tính từ, bởi vì các em có chữ most ở phía trước. A là succeed, là động từ, thành công. B, success, danh từ. C là successful, tính từ. Và D, successfully, là một trạng từ. Vậy phương án các em cần lựa chọn đây chính là phương án C. Phần tiếp theo là reading comprehension. Read the following passage and choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Trong bài đọc ngày hôm nay sẽ gồm có hai đoạn. Chúng ta có 4 câu hỏi và chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu các câu hỏi này các em nhé. Câu đầu tiên, which of the following could be the best title of the passage? Với câu best title hay là những dàn câu như là what is the main idea of the passage and what does the passage mainly discuss? Đây chính là một dạng bài tập liên quan tới main idea, tức là tìm ý chính. Với phần như thế này thì các em sử dụng thủ thuật là skimming. Trong phần này các em phải đọc nhanh, tìm từ chìa khóa. Và đặc biệt mà những từ nào mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó sẽ giúp cho các em tìm được ý chính của bài. Bây giờ các em cùng cô xem lại bài đọc nhé. Và tìm cho cô xem những từ nào nó lặp đi lặp lại trong bài để chúng ta tìm ý chính của bài. Chúng ta có thể thấy ở đây những từ mang ý nghĩa nó lặp đi lặp lại trong này. Thứ nhất như là were always attracted, hay là this intense attraction, and more people choose to practice scuba diving, là one of the most popular sports, hay là truly passionate, thật sự đam mê về, hay là main area of interest. Đó chính là những keywords, những cái từ chìa khóa cũng như là những cái từ lặp đi lặp lại trong bài. Chính vì vậy, các em quan sát cho cô một lần nữa các phương án ABCD nhé. A, big attraction là keyword, có nghĩa là sự thu hút lớn. B là new interest, sự quan tâm mới. C là requirements, sự đòi hỏi. Và D là place to practice, đó là nơi để luyện tập. Vậy chúng ta sẽ quan sát những keywords này thì cái nào là trùng với các phương án ABCD. Vậy lúc này chúng ta có thể chọn ngay đó là gì? A, big attraction. Câu 26, the word intense in the first paragraph is closing in meaning to. Với dạng câu closing in meaning to thì đây chính là dạng bài tập vocabulary. Trong phần này thì các em cần phải xem những cái manh mối xuất hiện ở trong bài, trong ngữ cảnh. Ví dụ như là definition, định nghĩa, hay là synonym, từ đồng nghĩa, hay là antonym, từ trái nghĩa, hay là example, hay là ví dụ, hay là experience, hay là bằng trải nghiệm của mình để chúng ta sẽ đoán nghĩa của từ. Bây giờ các em quan sát từ intense ở trong bài nhé. Bây giờ các em quan sát từ intense trong bài nhé. Due to the intense attraction caused by the mystery of the waters, more and more people choose to practice scuba diving, which became in Taiwan one of the most popular sport around the world. Với tính từ intense này, bây giờ các em quan sát những từ liên quan tới nó này. Trong này các em sẽ có này. More and more people choose to practice scuba diving and one of the most popular. Và chúng ta có thể đoán nghĩa thông qua ngữ cảnh ở đây. Với như thế này thì các em có thể là xem các phương án. A là weak, là yếu. B là special, là đặc biệt. C là strong. D là active, là tích cực. Với những cái phương án đã đưa ra thì lúc này chúng ta có thể đoán được là intense nó mang nghĩa là như nào. Strong, mạnh mẽ. Vậy phương án các em cần lựa chọn chính là phương án C. Câu 27. According to the passage, which of the interests of scuba diving is not mentioned? Với những dàn câu not mentioned, hay là not true, hay là are true except, thì đây chính là một dàn câu hỏi là negative fact. Với dàn như thế này, thì chúng ta sẽ đi tìm những phương án là not mentioned, không đề cập, hoặc là nó ngược lại với bài, hay là nó không đúng so với nội dung của bài. Với phần này thì các em cần phải sử dụng kỹ năng là scanning. Scanning đó là gì? Đọc lướt, đọc nhanh và chúng ta phải định vị thông tin nằm ở vị trí nào. Rồi, trong phần này thì các em có keyword là interest of scuba diving. Vậy chúng ta sẽ chọn trong cái đoạn nào mà có interest of scuba diving nhé. Vậy chúng ta sẽ quan sát ở trong đoạn 2. Chúng ta có thể thấy là ở đây là at the moment scuba diving has four main areas of interest. Vậy chúng ta sẽ quan sát tiếp này. Recreation có nghĩa là giải trí. Vậy nó sẽ tương đương với phương án nào? Chính là relaxing. Commercial thì nó sẽ đồng nghĩa với trading. Military chính là gì? Armed forces. Vậy ở đây một phương án không được đề cập chính là adventure, có nghĩa là sự phiêu lưu. Câu 28. Which of the following is true about scuba diving?
Trong phần câu như thế này thì đây chính là dạng câu hỏi gì? Factual information, có nghĩa là các em phải tìm thông tin đúng so với nội dung của bài. Đây là dạng câu hỏi factual information. Đối với phần như thế này thì chúng ta phải chọn những cái thông tin mà nó relevant to the passage, có nghĩa là nó thích hợp, nó đúng với nội dung của bài. Với phần như thế này chúng ta phải sử dụng thủ thuật là scanning, tức là chúng ta cũng đọc lướt và định vị thông tin. Cô sẽ đưa ra cái evidence trong này là the most frequent reason why people go for scuba diving because they want to relax in a special way by having contact with a less known world. Vậy các em xem ở câu như thế này thì nó sẽ gần giống nghĩa với câu nào? Cái phương án là in order to explore the new world nó sẽ gần với là như nào? Having contact with a less known world. Về phương án các em cần lựa chọn ở đây chính là phương án B. Hai câu tiếp theo. Choose the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. Các em sẽ chọn phương án đúng. Và phương án này được nối giữa hai câu đã cho. Câu số 29. We cut down many forests, the earth becomes hot. Các em xem bốn phương án A, B, C, D để xem phương án nào là phương án phù hợp với câu 29 nhé. The more forests we cut down, the hotter the earth becomes. Chúng ta càng chặt phá nhiều cây rừng thì trái đất càng trở nên nóng hơn. Câu B. Mặc dù chúng ta chặt phá nhiều cây rừng, nhưng trái đất trở nên nóng. Câu C. Nếu chúng ta không chặt phá cây rừng, thì trái đất trở nên nóng. Câu D. Chúng ta chặt phá nhiều cây rừng bởi vì trái đất trở nên nóng. Chúng ta có thể đưa ra một phương án phù hợp nhất. Đó là phương án A. The more forests we cut down, the hotter the earth becomes. Câu 30. Our colleague was not at work yesterday. Perhaps she was ill. Với câu như thế này, các em sẽ quan sát cho cô. Perhaps là đưa ra một gì? Possibility, một khả năng. Was đang chia với past simple, đó là thì quá khứ đơn. Chỉ khả năng ở quá khứ thì các em có thể có may, might, have, past participle. Vậy chúng ta quan sát ABCD, chúng ta thấy là câu nào là câu đồng nghĩa. Vậy chúng ta thấy là might have been ill yesterday. Về phương án các em có thể lựa chọn ngay chính là phương án D. Hai câu cuối cùng của bài test. Choose the letter A, B, C or D to indicate the sentence that it closes in meaning in to each of the following questions. Trong phần này thì các em sẽ chọn câu gần nghĩa nhất với câu đã cho. Các em quan sát câu 31. It's not necessary for you to hurry because there are delay about 2 hours. Các em thấy là not necessary ở đây là chỉ lack of necessity, có nghĩa là sự không cần thiết. Tiếp theo là việc thì chúng ta thấy là trong này đang chia ở thì hiện tại đơn. Với sự cần không cần thiết ở hiện tại thì các em sẽ có những cấu trúc như thế nào? Chỉ là don't need to, don't have to hay là needn't be infinity. Câu đồng nghĩa ở đây chính là phương án C, chính là you needn't hurry because there is a delay of about 2 hours. Câu 32. You should have advised her not to travel amid the COVID-19 pandemic. Các em quan sát. Should have advised. Lẽ ra không nên làm điều gì. Should have past participle. Có nghĩa là đó là một ý kiến hay. Nhưng bạn đã không làm. Vậy chúng ta xem ở trong trường hợp này cái nào là sự cần thiết nhưng người này không làm. Vậy trong trường hợp này chính là phương án C. It was essential to advise her not to travel amid the COVID-19 pandemic, but you didn't. Các em thân mến, vậy là cô vừa giúp cho các em kiểm tra lại kiến thức từ bài số 10 cho tới bài số 13. Cô hy vọng rằng các em sẽ dành nhiều thời gian hơn trong việc ôn tập. So now it's time to say goodbye. Thank you and see you again.